mình thì mình quay cái thằng Goro 5 rồi. Nó hình ảnh ban ngày nắng, có nắng thì rất là đẹp. Còn đến đêm thì không có quay đêm được. Không có hỗ trợ quay đêm. Thằng SC2 này nghe nói là có hỗ trợ quay đêm mà không biết như thế nào. Kiện là chưa tính phụ kiện. Thì đây là dòng camera hành trình giá rẻ để cho anh em nào mà tập chơi, tập quay vlog, tập gắn đi phượt, biker phượt, hoặc quay lại những cái hành trình của mình đi. Thằng SCCam chỉ là test cái hình ảnh, test cái thu âm, test hình ảnh, xem thằng SC2 này với thằng Goro nó còn nét hay không. Đây hình ảnh của mình đang nói bằng mic ngoài nha mấy bạn, là thu trực tiếp từ cái camera luôn. Thì mình sẽ test thử giọng nói từ cái Goro Hero và cái thằng SC2 này, thằng nào thu âm nó hay hơn, chuẩn hơn. Dung lượng pin của ai sẽ lâu hơn.